kỹ năng giao tiếp và phát triển xã hội trong cuốn sách chân thực và đầy cảm hứng của mình dâu nói về những gì cô ấy tin là những trở ngại để sống một cuộc sống mà bạn mong muốn các phương pháp hay nhất để giúp bạn phát triển thói quen trao quyền giải phóng tiêu cực quản lý lo lắng điều chỉnh suy nghĩ thái quá và bỏ qua kỳ vọng của người khác tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết không ai sinh ra đã có sẵn tư duy phản biện và kỹ năng đánh giá hoàn hảo những kỹ năng này thường đòi hỏi sự rèn luyện có hệ thống nhưng bạn có thể rút ngắn lại bằng việc học tập và sử dụng thành thạo phương pháp của những nhà tư tưởng những nhà tâm lý học xuất sắc nhất và những người thành công nhất, số vàng được khai thác từ trong suy nghĩ của loài người nhiều hơn là số vàng được lấy ra từ trái đất. Không ai hoàn hảo và sẽ không bao giờ hoàn hảo. Nếu mục tiêu của bạn là trở thành một người hoàn hảo với bộ não không bao giờ phạm lỗi, luôn luôn đưa ra quyết định sáng suốt, có nhiều cơ hội lớn và quản lý thời gian xuất sắc, bạn sẽ thất bại thảm hại. Nếu mục tiêu của bạn là tỏa sáng, phấn đấu, cải thiện hoặc mở mang đầu óc, sự thông thái và tài năng xuất chúng của bạn, bạn có một cơ hội tốt để trở thành một viên kim cương lấp lánh và rực rỡ hơn. Sức mạnh tinh thần, năng lực và khả năng thực sự lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đang sử dụng. Thậm chí lớn hơn cả những gì chúng ta vẫn nghĩ là to lớn nhất rồi. Đơn giản là hãy cố sức trở nên tốt hơn dù chỉ một phần trăm so với ngày hôm qua. Chỉ cần trong một việc thôi, mỗi ngày một việc khác nhau. Mỗi ngày hãy đọc sách thêm 5 phút, đi bộ xa hơn một đoạn ngày tiếp theo, cân nhắc trước khi phán xét ai đó vào ngày thứ ba. Trong giấc mơ, chúng ta cảm thấy thật tuyệt. Nhưng khi bạn quay trở lại với thực tế và bắt đầu suy nghĩ về việc phải hiện thực hóa ước mơ thì cảm giác bất hạnh xuất hiện. Chúng ta cảm thấy buồn chán và buồn trốn không yên mọi người đều có tài năng nhưng một vài người không bao giờ khám phá ra nó nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm ra chấp nhận con người thật của mình và tận dụng tối đa giá trị đó điều tuyệt vời nhất mà một cá nhân có thể đóng góp cho xã hội là vận dụng tối đa những tài năng trời phú cho mình đó chính là thành công chứ không phải bất kỳ điều gì khác nếu bạn có những tài năng độc đáo của riêng mình thì công việc thực sự mới chỉ bắt đầu cả cuộc đời mình bạn phải bền bỉ và kiên trì phát triển và dung hòa những kỹ năng ấy hãy chuyển hướng mục tiêu của bạn từ chỗ tìm một công việc tốt sang làm tốt công việc của mình và cuối cùng xây dựng tình yêu với những gì bạn làm. Người thành công chính là một người bình thường nhưng làm việc tập trung hết sức, hay xác định bạn sẽ là một chuyên gia thay vì một tay nghiệp dư trong lĩnh vực của mình. Nếu những chuyên gia này không yêu thích những gì mình làm nhằm trở nên xuất sắc hơn những người khác, thì họ sẽ không cống hiến cuộc đời của mình cho công việc ấy. Bạn phải thấy bản thân xứng đáng với những giấc mơ của chính bạn. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng bàn về tư duy sáng tạo, hãy tự nhắc nhở mình về những sai lầm, nhưng hãy cố gắng để chúng không tái diễn và vượt qua chúng. Hãy tha thứ cho chính mình và bắt đầu viết một tương lai khác. Bạn có biết rằng cơ hội không bao giờ mất đi? Chỉ là có một số người đã lấy mất những cơ hội mà bạn đã bỏ lỡ mà thôi. Một cơ hội tốt bao gồm kiến thức cộng với làm việc chăm chỉ và một chút may mắn. Hãy viết ra các ý tưởng mỗi ngày, não bộ của chúng ta sẽ được thiết lập một chế độ tự động sáng tạo. Kết quả là sẽ có một phần trăm các ý tưởng tốt có thể tạo thành cơ hội cho chúng ta. Cơ hội được tìm thấy bởi những ai tìm kiếm chúng. Ông thì đốt đau nhưng lại đem tới mật ngọt ngào. Hiệu suất chẳng có nghĩa lý gì trừ khi nó áp dụng cho đúng việc hãy tập trung vào một số ít công việc quan trọng nhưng tạo ra giá trị lớn và bỏ qua những việc vụn vặt còn lại thiếu thời gian chính là thói ngụy biện của việc thiếu sự ưu tiên quy luật pareto giới hạn các công việc của bạn vào những việc quan trọng để giảm thời gian làm việc định luật parkinson giảm thời gian làm việc để giới hạn công việc và tập trung vào những việc quan trọng hầu hết những điều mà chúng ta nghĩ là bất khả thi trong cuộc đời bắt nguồn từ việc chúng ta chưa bao giờ thử sức với chúng cho nên hãy cứ theo đuổi mọi giấc mơ và cơ hội trước khi bạn phán xét nó trong thực tế nhắm đến những những mục tiêu lớn hơn lại có ít rủi ro hơn là những mục tiêu tầm thường hãy bắt đầu học cách tin tưởng vào chính bản thân mình nếu bạn muốn đánh bại những điều bất khả thi có một thói quen bạn nên từ bỏ thật nhanh đó là sự lo lắng đừng lo lắng về tương lai hoặc nếu có lo lắng thì hãy nhớ rằng nó cũng chẳng có tác dụng gì đừng bao giờ đánh giá người khác dựa trên các định kiến về giới tính chủng tộc tôn giáo tín ngưỡng và quốc tịch những người thường xuyên đúng giờ không chỉ hoãn quá nhiều và tập trung đầu óc vào những kế hoạch tương lai là những người có tiềm năng và thông minh sống cho thời điểm hiện tại là cách sống tốt nhất. Hãy tiến bước khỏi quá khứ cũng như đừng tự gây áp lực về tương lai. Đừng quên rằng bạn thông minh hơn bạn tưởng và không có gì là không thể. Thời gian là thứ tài sản duy nhất bạn không thể mua bán, mặc cả, trao đổi với bất kỳ ai. Thời gian luôn trôi đi vùn vụt. Nếu bạn thấy thứ gì đó khan hiếm và bạn chỉ có được nó trong một thời hạn nhất định, bạn sẽ hành động khác đi. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng bàn về tư duy thông minh. Lợi ích của việc sống cho hiện tại là niềm vui, tận hưởng được những vẻ đẹp xung quanh, giúp đỡ mọi người, sống một cách trọn vẹn, tích lũy được nhiều phần thưởng ngay lập tức trở nên lạc quan có những mối quan hệ cá nhân tốt và đa dạng và không sợ hãi những người có quan điểm hướng về tương lai sẽ dễ trở nên thành công hơn là những người tập trung vào các quan điểm về thời gian sống khác họ sống với ít kinh nghiệm thực tế nhưng lại thiên về những định hướng kế hoạch trừu tượng hơn họ ưu tiên sự thỏa mãn về lâu dài hơn là những thành tựu ngay trước mắt họ có thể làm việc chăm chỉ tránh xa những cám dỗ sự sao nhãng và lãng phí thời gian để tập trung hoàn thành một mục tiêu những người hướng tới tương lai coi công việc là sức mạnh của mình và họ càng gặt hái được nhiều thành công họ càng yêu công việc những người có khát vọng về tương lai không bao giờ dừng lại. Không bao giờ muốn nghỉ ngơi và thậm chí đạt được thu nhập đến 7 hoặc 8 con số họ vẫn thúc đẩy bản thân nỗ lực tiến về phía trước mà không muốn chậm lại một chút nào. Những người hướng về tương lai thường là những người nghiện công việc. Họ tìm kiếm để hòa mình vào dòng trải cuộc sống. Họ có mục tiêu rõ ràng, có sự tập trung cao độ, hầu như không đề cao quá bản thân và tự kiểm soát cao. Những người sống vì hiện tại có thể tạo ra cơ hội cao hơn để đạt tới thành công, nhận thức rõ ràng rằng cuộc đời này là hữu hạn và do đó phải tối ưu hóa các tiềm năng, giảm thiểu sự lãng phí thời gian tập trung cao độ rèn luyện kỹ năng phân tích tốt phòng chống bệnh tật sớm ổn định kinh tế tốt hơn trao dồi kỹ năng lập kế hoạch tốt tự kiểm soát và không đề cao bản thân nhược điểm của nhóm người sống vì hiện tại là quá lo lắng nếu như không đúng hạn chót có hành động quá khích nghiện công việc cảm thấy không trọn vẹn khi những mục tiêu của họ không còn làm họ thỏa mãn sau khi đã đạt được chúng rồi những người có khả năng tận hưởng lại một quá khứ tươi đẹp là những người được sống hai lần tuy nhiên nếu giữ lại những sự ganh ghét những sự kiện tiêu cực trong quá khứ thì đều không tốt cho sức khỏe Thái độ sống thiên về quá khứ khiến họ không thích cạnh tranh, sợ những gì mới mẻ và do đó không có chí tiến thủ. Khi bạn cảm thấy quá tải với việc chạy theo các hạn chót, hãy dừng lại và sống chậm lại một chút, mỗi một quan điểm về thời gian sống đều có ý nghĩa riêng của nó. Quá khứ, hiện tại và tương lai giống như một sự tiếp nối giúp cho cuộc sống trọn vẹn và có ý nghĩa. Bạn tự lựa chọn quyết định số phận của chính mình chứ không phải hoàn cảnh của bạn quyết định nó. Con đường đi đến mục tiêu của bạn, việc phải hoàn thành kế hoạch không hề thú vị như kế hoạch đó. Nếu như mục tiêu của bạn không đủ hấp dẫn thì ngọn lửa hạnh phúc sẽ hoàn toàn lụi tắt, giữ cho những hành động và cảm xúc của bạn trong tầm kiểm soát là cực kỳ cần thiết để tập trung tốt và có ý chí mạnh mẽ. Cần giữ trữ ngọn lửa đam mê trong suốt cuộc hành trình đi đến mục tiêu, để nói không khi bạn cần phải nói không và nói có khi bạn cần phải nói có, bạn cần nhớ đâu là điều bạn thật sự mong muốn. Khi bạn cảm thấy phân tâm, hãy chậm lại, chậm nhịp thở từ 4 đến 6 nhịp trong một phút. Chỉ tập trung vào hơi thở và quên đi tất cả những thứ khác trong chốc lát. Hãy ngủ đủ giấc và ăn uống đủ bữa hãy cam kết thực hiện các hành động nhất quán để kiểm soát bản thân bạn sẽ làm gì khi bạn cảm thấy lo âu hoặc căng thẳng có thể tập thể dục tham gia các hoạt động tôn giáo hoặc cầu nguyện thiền hoặc tập yoga đi dạo hoặc dành thời gian bên người mà bạn yêu thương hãy ghi nhớ mục tiêu của mình nhắc nhở bản thân mình về những điều bạn đã tự cam kết nếu sự thèm muốn chi phối bạn hãy chậm lại một chút đừng nóng vội hãy bắt bộ não mình loại bỏ những thèm muốn này bạn có thể làm được và chỉ một mình bạn mới làm được điều ấy